Ngày 26 tháng 3, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hai công trình vi phạm trật tự đô thị quy mô lớn ở khu phố Long Đức 2, phường Tam Phước. Đây là hai công trình xây dựng trái phép mà Truyền hình Nhân dân đã phản ánh trong phóng sự tràn lan phân lô bán nền xây dựng trái phép ở Đồng Nai. Lực lượng chức năng của phường Tam Phước và thành phố Biên Hòa đã huy động phương tiện để tiến hành tháo dỡ công trình nhà, đường bê tông được xây dựng trái phép tại khu phố Long Đức 2, phường Tam Phước, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Hữu Kỳ. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã cưỡng chế tháo dỡ đường bê tông và hệ thống cột điện thuộc khu phố Long Đức 2, phường Tam Phước, thuộc quyền sở hữu của ông Lê Hùng Vinh. Trước đó, Truyền hình Nhân dân phản ánh hai thửa đất trên dù thuộc diện tích đất trồng cây lâu năm nhưng đã có 4 tuyến đường bê tông được xây dựng, hệ thống đường dây điện được thi công để phân lô bán nền trái phép.